gặp các cái đội Tây Á thì thường thường là mình vẫn có may mắn và có cái sự tự tin cao hơn. Tại vì các đội Tây Á thì mình thường thường là mình vẫn có cái tỷ lệ phần trăm thắng là mình vẫn cao, nhưng mà đợt này thì là ở cấp độ đội tuyển nó khác xa về cấp độ của Úc. Nên là mà thầy Bắc thường thường là vẫn luôn tạo động lực cho bọn em là bọn mình nhỏ nhưng mà bọn mình nhanh hết. Họ thường thường cao nhưng mà lại chậm. Nên là mình phải tận dụng được cái mà mình có là sự nhanh nhẹn và cái sự khéo léo của mình. Tinh thần thì luôn luôn là thầy đồng viên là mình phải thể hiện được cái tinh thần Việt Nam. Khi nào trước trận đấu thực sự là ở cấp độ đội tuyển thì mình khó đoán. Nhưng mà em hy vọng là đội tuyển Việt Nam mình có kết quả tốt. Em nghĩ là mình sẽ có điểm trước Iraq. Em nghĩ là đội mình đang có cái trên đa hưng phấn, là cái phong độ của đội mình đang rất tốt. Và cái tinh thần thoải mái của đồng đội cũng như là anh em đồng đội, em có theo dõi và thấy các bạn luôn vui vẻ và có một sự tập trung tốt cho giải đấu. Theo em thì cái vị trí mà em đang chơi đấy thì khi anh Hoàng anh thấy vị trí đấy thì em thấy anh Hoàng là làm cực kỳ nhiệm vụ là rất tốt. Và anh Hoàng thì là một người có nhiều kinh nghiệm và thi đấu đội tuyển nhiều năm rồi, nên là em thấy anh Hoàng là đã rất tốt cái vị trí đấy.